xin thần linh Chúa đến, thần linh Chúa thánh hoa tâm hồn chúng con, thánh hoa tâm hồn chúng con cho lời con cất cao lên, chúc tụng thánh danh Ngài luôn. Xin thần linh Chúa đến, thần linh Chúa thánh đến, hoa môi miệng chúng con, thánh hoa môi miệng chúng con cho lời con hát ca vang, chúc tụng Chúa muôn ngàn đời. Xin thần linh Chúa đến, thần linh Chúa thánh hoa tâm hồn chúng con, chúng con cho lời con cất cao lên, chúc tụng thánh danh Ngài luôn. Xin thần linh Chúa đến, thần linh Chúa thánh hoa môi miệng chúng con, cho lời con hát ca vang, chúc tụng Chúa muôn ngàn đời. Xưa lời ca tan tụng hồng ân của Chúa, Chúa y a dắt dìu ấp ủ con trong cánh tay của Ngài. Xin thần linh Chúa đến, thánh hoa tâm hồn chúng con, cho lời con cất cao lên, chúc tụng thánh danh Ngài luôn. Xin thần linh quà tặng tin mừng lời Chúa thứ bảy tuần thứ hai thường niên năm Chẵn. Mất trí, bài viết của linh mục Minh Anh, tổng giáo phận Huế. Khi ấy Chúa Giêsu trở về nhà, lại có đám đông kéo đến làm Ngài không thể ăn uống. Thân nhân của Ngài biết tình trạng ấy, họ tìm đến để khống chế Ngài. Họ loan tin rằng Ngài bị mất trí rồi. Trích tin mừng Marco chương 3 câu 20-21. Homestia, người bất đồng vĩ đại, được coi là một trong những thẩm phán xuất sắc nhất lịch sử tòa án tối cao Hoa Kỳ. Holmes ngồi trên tòa tối cao suốt 30 năm cho đến tuổi 91. Ngày kia, Roosevelt đến thăm Holmes, thấy ông đang đọc Plato. Tổng thống hỏi, Ngài đọc Plato? Holmes đáp, tôi cải thiện tâm trí vì tôi được tiếng là mất trí. Kính thưa anh chị em, không chỉ Holmes được tiếng là mất trí, Chúa Giêsu cũng thế. Tin mừng hôm nay cho biết thân nhân Ngài tìm cách bắt Ngài. Đây là một chi tiết thú vị, vốn tiết lộ phần nào hành trình đức tin của tất cả chúng ta. Vì đôi khi bạn và tôi cũng được tiếng là mất trí. Hãy bắt đầu với tiền đề hiển nhiên là Chúa Giêsu hoàn hảo về mọi mặt. Ngài là Thiên Chúa, mọi điều Ngài nói, mọi việc Ngài làm chứng tỏ tình yêu của Ba Ngôi. Nhưng đáp lại là gì? Dĩ nhiên, một số người đã đón nhận Ngài với niềm tin và sự ngạc nhiên tột độ. Họ nhận biết Ngài là con Thiên Chúa, đấng cứu độ thế giới. Ngược lại, số khác, ngay trong họ hàng Ngài, nghĩ rằng Ngài mất trí. Theo cha John Patunek, Chúa Giêsu được tiếng là mất trí, vì với Ngài không gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng linh hồn bằng tình yêu và lẽ thật. Nó quan trọng đến nỗi Ngài bỏ mặc việc nuôi sống bản thân. Thái độ hy sinh quên mình này thấm nhuần từng giây từng phút của Ngài trên trần gian, và đỉnh điểm là sự phục tùng trọn vẹn thánh ý Chúa Cha trên thập giá. Nếu người ta gọi Chúa Giêsu là mất trí, họ sẽ gọi chúng ta là những gì còn tệ hơn nếu chúng ta đi trên con đường Ngài.
và làm theo điều Ngài dạy. Bởi lẽ trong cuộc sống, việc thực hành ý muốn thánh thiện của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Nói cách khác, điều tốt lành chúng ta nói và làm sẽ dẫn đến sự chỉ trích của người khác, ngay cả những người thân. Khi điều này xảy ra, đừng ngạc nhiên, đừng cho là tổn thương, gương xấu hay xúc phạm. Ngược lại, hãy vui mừng bạn đang giống Chúa Giêsu. Đồng thời nhớ lại bao phán xét sai lầm người ta gán cho Ngài, và nhất là không để những cay đắng đang trải nghiệm ngăn cản chúng ta tiếp tục làm điều Chúa muốn. David là một ví dụ. Với tư cách bề tôi, cậu đã liều mạng với Philistine, đem chiến thắng về cho Saul. Nhưng cũng vì đó, Chúa lấy sự cừu hận. Đến khi Chúa trao Saul vào tay David, thì David lại nhân ái với người tìm giết mình. Một lần nữa, bài học Samuel hôm nay chứng thực điều đó. Hay tin Saul tử trận, David khóc lóc thảm thiết thay vì ăn mừng. Với các thuộc hạ của David, thân chủ của họ khác nào một người mất trí. Anh chị em, họ nói Ngài đã mất trí. Chúa Giêsu mất trí vì quá say mê Thiên Chúa, say mê con người. Cuộc đời Ngài thực sự được điều hướng bởi sự say mê này. Ngài say mê đến độ quên ăn quên uống. Vì củ ăn của tôi là làm theo ý đấng đã sai tôi. Và cũng vì say mê, Ngài bị treo lên thập giá. Nhưng đó là chiến thắng bất tận của tình yêu. Ai khôn ngoan, phải chăng là người chỉ lo làm giàu, chăm chút bản thân và gia đình? Còn những người sống vị tha, những người độc thân vì nước trời, các anh hùng tử đạo, những người miệt mài trên những cánh đồng truyền giáo là hạng mất trí? Không đâu. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, đừng để con khờ khạo mất trí chỉ vì những chuyện vô duyên của thế gian. Cho con dám điên vì Chúa, vì sự thật và vì tình yêu đối với các linh hồn. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo Phận Huế. Hẹn gặp lại. Con hát.